Hello, mình chào anh em nha. Rất vui được gặp lại anh em trên cái kênh YouTube của Nguyễn Bảy. Thì hôm nay mình có nhận làm một cái con Supreme. Xe này sao cái số máy nó mờ mờ quá anh em. Mình quay lại cho chủ xe họ coi. Xe này có số máy cuối là gì đây? 4801. Quá mờ ta. Cái số máy nó mờ quá vậy. Đó, 4801. Thì xe này là lúc mở ra anh em không hiểu nguyên nhân sao mà cát nó vô cũng ít à. Mình nghĩ nếu mà ai bỏ cát vô bỏ nhiều chứ bỏ chiên ít vậy mà máy nó rảo hết rồi, máy rảo luôn, đi hết nhớt luôn, chạy đen cái máy luôn à, anh em. Đây nè, cố gắng hết sức rồi nhưng mà nó vẫn còn dư âm đây. Thì xe này ép dên theo mặt nạn với lại cái đầu dên bên này nó bị khuyết đắp lại đó, cho nên nó là phải đóng cái bậc thao của cái nhông đề nè anh em đó. Phải đóng cái bậc thao nè. Rồi chẳng qua làm cái video này quay để chú xe biết cái gì đồ zin đồ lô còn. Nồi thì còn ok hết, bít tông thì mới lên cốt 1 thôi. Đây cái đầu bò này đầu bò thì nhìn nó đen đen xỉn xỉn vậy nhưng mà toàn bộ cam cò đồ còn zin hết nha khách. Mình chỉ can thiệp cái cặp xúc bắp thôi, có nồi đồ làm lại hết rồi đó. Nắp cánh 4 lỗ rồi thì còn hết đây, mấy cái con zin này nó còn đây, lát nữa coi cái nào không xài được thì cạo bỏ đó. Tính là ráp vô luôn không có quay anh em ơi, nhưng mà phải quay lại để cho chủ xe họ coi. Đây mình mới thay cầm sinh cam giờ rồi tiến hành ráp vô đó. Lồng zin của khách đây, đầu bò đây, đầu bò HVN20 Supreme, đầu này đầu của Super tim hồng, tim hồng là tim gì đây không biết nữa, hình như tim hồng thì phải đâu, mình nhớ cái đời tim hồng là lồng sắt đề đời sau. Đời thứ 3. Đúng rồi, rồi kệ nó đi đời nào kệ nó. Nói chung là xe của khách vậy đó. Quay lại cho khách coi nha anh em. Rồi mình sẽ ráp vô thử con máy này nó nổ êm không nha anh em. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái con Supreme này rồi anh em ơi. Xe này nói chung là mình thay dây thắng nè. Thay một cái sợi dây thắng cho khách. Thay cái dây thắng. Thay luôn cái cặp bao tay nè. lật giặt cái giặt ngoài anh em, đi bọc yên lại nữa nè đó, rồi làm máy lại, nổ máy một cái anh em ơi. Quên thay cái ổ khóa nữa chứ thay một cái ổ khóa u nữa nè anh em. Trời nó nắng quay nó hơi mờ anh em thông cảm nha. Xe này hình như là bà xã nãy tiền đâu là hết tổng cộng là 3 triệu 2 3 triệu 3 gì đó. Nổ máy nha anh em. Rồi máy nổ rồi nha anh em. Bum. Xe này mới cốt 1 rồi xong một con Supreme đô đai rồi giao cho khách anh em ơi. Còn ở bên đây là một cái xe quay Trung Quốc, mình cũng mới làm máy luôn anh em ơi, mới làm máy xong mấy đứa em nó mới em ơi. Coi chiếc lại hai nắp xúc bắp giùm anh cái Tuấn ơi, để quên Tuấn ơi, hai nắp xúc bắp này không biết hồi nãy tôi chiếc chưa, mấy đứa em nó mới nó cột đồ vô, mới đô đai xong. Hình như ga anti nó hơi lớn á Túc, chiếc nắp tôi bắp và chỉnh nhỏ chút xíu ra xíu rồi tắt ra coi tắt vừa ra rồi. Xe này đầu lòng 110 nha anh em, máy Trung Quốc chứ mà nói chung là nổ cũng êm lắm. Em chiếc cái đó cái tay đòn nó dài, em chiếc vừa để bể nắp á. Đây xe này là khách dẫn đi cái cam 6,5 ly. Xe của anh tự xây xong một em rồi, hoàn thành nhiệm vụ ngày nay nhé anh em. Ui trời ơi, nó đuối gì cho chuối luôn, trời nắng quá đi bà con ơi. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo của mình nha. Mình là làm thượng dàm hạ cám hết, Trung Quốc gì, Trung Hoa gì, Hồ Cẩm Đào hay Hồ Cẩm Bắc đồ gì, nói chung là chỉ xe của chuối mà anh em. Ồ thằng này còn nổ thằng này rô đai từ nãy rồi, cái nó còn nổ dài ghê ha. Rồi,
kết thúc video thôi. Bye bye anh em nha.